Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin nhanh sáng ngày 19 tháng 6 của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì ngày hôm nay, Bộ Y tế sẽ làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV. Còn trong ngày hôm qua, đoàn công tác đã làm việc với Thành phố Hà Nội. Hiện Hà Nội đã chi 25 tỷ đồng để mua trang thiết bị phòng chống dịch, tổ chức tập huấn và truyền thông cho người dân về dịch bệnh MERS. Các bệnh viện được chỉ định đón nhận bệnh nhân MERS đã sẵn sàng, kể cả tính đến trường hợp xấu nhất là phải cách ly cả bệnh viện. Hiện các trung tâm y tế đang tổ chức giám sát sức khỏe của hơn 2.000 trường hợp đến từ các quốc gia có dịch. Tuy nhiên, Hà Nội mới chỉ có một phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn xác định virus corona gây bệnh MERS. Còn tại Thái Lan, giới chức y tế ngày hôm qua đã thông báo phát hiện thêm trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại nước này. Như vậy, Thái Lan là quốc gia châu Á thứ tư có bệnh nhân nhiễm MERS trong năm nay sau Trung Quốc, Philippines và Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, trường hợp nhiễm MERS mới được phát hiện là một doanh nhân 75 tuổi đến từ Oman. Người đàn ông này cùng với gia đình tới Thái Lan để chữa bệnh tim và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus MERS-CoV. Bệnh nhân nói trên đã được cách ly, trong khi 59 người từng tiếp xúc với ông đang được theo dõi. Trước đó, giới chức Thái Lan đã tiến hành biện pháp phòng ngừa bằng việc kiểm tra khách du lịch tại 67 cửa khẩu trên bộ, đường biển và hàng không, đồng thời yêu cầu tất cả các bệnh viện tại nước này phải cảnh giác, đặc biệt kiểm tra kỹ những hành khách đến từ Trung Đông và Hàn Quốc. Virus MERS được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại Ả Rập Xê Út và kể từ đó đến nay, virus đã lan ra các nước tại châu Âu và châu Á. Chuyển sang các thông tin khác, sinh viên các ngành nông lâm ngư nghiệp theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ được nhà nước hỗ trợ học phí thấp hơn một nửa so với các ngành khác trong hai năm 2016 và 2017. Cụ thể, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí đào tạo của các ngành nông lâm ngư trong năm 2016 là 40 tỷ đồng, năm 2017 là 32 tỷ đồng. Theo đó, những sinh viên theo học các ngành này chỉ phải đóng mức học phí thấp hơn so với các ngành khác 50%, chỉ còn khoảng 6 hay hơn 7 triệu trong một năm học. Việc này góp phần đào tạo các sinh viên sau khi tốt nghiệp, thúc đẩy việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, xây dựng nông thôn mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức của đất nước. Việc miễn visa cho nhiều nước như hiện nay đang hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Việt Nam đạt được tăng trưởng tốt hơn, từ đó tạo thêm nhiều việc làm cho ngành lao động. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, thì ngành này tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động. Con số này sẽ còn tăng lên cùng với sự tăng trưởng của ngành du lịch. Đây là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho rằng, Việt Nam cần thành lập một hội đồng kỹ năng cho ngành du lịch. Hội đồng này có sự tham dự của đại diện doanh nghiệp, chính phủ, các cơ sở đào tạo và các bên liên quan khác có thể định hướng cải thiện công tác đào tạo, phát triển kỹ năng trong ngành du lịch đầy tiềm năng này của Việt Nam. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã giới thiệu và bỏ phiếu thông qua dự luật mới về quyền đàm phán nhanh các hiệp định thương mại của Tổng thống, gọi tắt là TPA. Đây được coi là một bước tiến đáng kể trong lộ trình tiến tới trao quyền chủ động hơn cho ông Obama trong việc đàm phán các hiệp định thương mại, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Dự luật trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống TPA được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ sít sao 218 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Việc Hạ viện thông qua một dự luật TPA mới độc lập có thể coi là một bước tiến lớn trong nỗ lực của Nhà Trắng, vì TPA được thông qua một cách độc lập, chứ không gắn kèm với gói dự luật về hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm vì các hiệp định thương mại mà Mỹ ký với bên ngoài. Dự luật vốn bị các nghị sĩ dân chủ phủ quyết hồi cuối tuần trước. Dự luật này phải được chuyển lên Thượng viện xem xét và bỏ phiếu thông qua trước khi chính thức được Tổng thống Obama ký thành luật. Còn người dân Cuba sẽ có cơ hội được truy cập Internet nhiều hơn ở các nơi công cộng trong thời gian tới, khi nước này hôm qua đã công bố sẽ lắp đặt hệ thống Internet không dây Wi-Fi tại 35 trung tâm Internet trên cả nước. Việc cắt giảm giá sử dụng dịch vụ Internet cũng sẽ được giảm gần một nửa. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7, sẽ có 35 trung tâm truy cập Internet công cộng ở Cuba được lắp đặt hệ thống Wi-Fi. Mỗi trung tâm Internet công cộng có thể cho phép 50 đến 100 người sử dụng cùng lúc. Giá sử dụng dịch vụ Internet cũng sẽ giảm từ 4,5 đô la Mỹ một giờ xuống còn 2 đô la Mỹ một giờ. Sự điều chỉnh này sẽ giúp cho nhiều người dân Cuba có cơ hội truy cập Internet hơn so với trước đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.